Thưa quý khán giả, khoa học công nghệ luôn thay đổi hàng ngày, thậm chí là hàng giờ. Ai biết tận dụng tốt thì sẽ gia tăng được thu nhập. Giờ đây tại Đồng Tháp, những mảnh vườn được tưới nước tự động, thông minh đã không còn là chuyện hiếm. Toàn tỉnh có khoảng 9.800 hectare áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước trên cây ăn trái và hoa màu, trong đó có 13 mô hình tưới thông minh tự động trên cây ăn trái. Riêng tại huyện Thanh Bình, nơi diện tích vườn chỉ mới phát triển vài năm gần đây, điều này vẫn còn khá xa lạ. Vai trò của người tiên phong trong đầu tư kiểm chứng hiệu quả thực tế, do đó là vô cùng cần thiết. Từ một mảnh ruộng kém hiệu quả, khi tất cả mọi người xung quanh lần lượt lên vườn, anh Nguyễn Văn Hải cũng quyết định chuyển đổi. Điểm khác biệt tới ở chỗ, anh Hải muốn một khi đã đầu tư thì phải làm một cách bài bản, từ giống cây trồng cho đến quy trình canh tác nước nuôi cho khu vườn của mình. Như đó là có hợp tác xã có nhu cầu lên vườn đó, quay ngang mình cũng muốn lên theo luôn, mình làm theo luôn, lợi nhuận sẽ cao hơn. Riêng về phần nước tưới, thay vì tưới thủ công như đa số hộ làm vườn lân cận, anh Hải chọn đầu tư hệ thống tưới tự động thông minh. Hệ thống bao gồm một bình chứa lớn dùng để pha phân thuốc tưới cho cây. Đường dây có gắn bếp phun được trải đều khắp khu vườn. Và đặc biệt nhất là bộ phận điều khiển tưới từ xa hoàn toàn tự động, thao tác bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Khác thì khác, quá khác rồi, quá nhẹ nhàng nhõi mình rồi. Mình khỏi có cần đi ra đi vô hết, mình ngồi mình bấm điều khiển, mình mở lên là tự nó tưới à. Mình lập trình được, ví dụ mình muốn tưới 40 phút tưới, muốn tưới 30 phút tưới, muốn tưới 1 tiếng mình tưới. Tự tắt rồi quay ngang sẽ chuyển qua motor 2 tưới tiếp tục. Giờ tôi đi đám tiệc hay đi du lịch gì đó, tôi muốn nhà tôi muốn tưới là tôi mở điện thoại lên tôi bấm tôi vô tôi tưới. Với bếp phun, nước được thấm đều nên tiết kiệm tối đa chi phí nước cũng như phân thuốc. Thời gian rảnh có được từ hệ thống tưới thông minh, nông dân có thể tận dụng để làm việc khác, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đây chính là tiêu chí mà nông nghiệp huyện Thanh Bình đang hướng đến để đẩy mạnh tỷ lệ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trên địa bàn. Qua cái tưới thông minh đó, thì cái chi phí nó thấp cái tuy rằng mà có bỏ trước công sức cho ban đầu thì từ đó tới sau thì mình tưới nó nhẹ điện nè, rồi cái công tưới nó thuận lợi hơn, ví dụ mà tưới máy móc motor cái chi phí nó càng ngày càng thấp hơn cái bên kia thì nó thuận lợi cái chỗ đó thôi. Cũng có một số bà con lân cận đây thì người ta cũng đến đây, người ta cũng xem cái mô hình. Chi phí đầu tư ban đầu cao, chưa rành về công nghệ là trở ngại chính khiến nông dân chưa mạnh dạn đầu tư. Tuy nhiên, những người đi đầu cho thấy kết quả nhận về là hoàn toàn xác đáng để nông dân cân nhắc nếu muốn tìm lợi nhuận lâu dài cùng sản xuất nông nghiệp.